Jiang Subin giảm 55 cân từ thánh ăn thành hot girl khiến cộng đồng mạng phát cuồng. Jiang Subin, cô gái người Hàn Quốc, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn được biết đến rộng rãi ở nước ngoài và được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh là thánh ăn. Cô thu hút đông đảo người hâm mộ từ các video ăn uống trên kênh YouTube cá nhân của mình, nhờ lối nói chuyện duyên dáng, thân thiện cũng như vẻ ngoài đáng yêu. Việc thường xuyên cho ra lò những clip mukbang, ăn uống với số lượng lớn khiến Subin gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt do tinh lượng mỡ trong cơ thể là 70kg. Đây chính là lý do khiến nữ YouTuber quyết tâm giảm cân, ổn định lại sức khỏe của mình. Sau 4 năm lột xác từ một cô gái có vẻ ngoài mũm mĩm, thời điểm năm 2018 còn nặng lên đến 138kg, thì đến thời điểm hiện tại, Subin đã giảm xuất sắc 55kg xuống còn 83kg. Cô khiến khán giả phải thốt lên trầm trồ bởi thân hình khác lạ hoàn toàn. Nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, giờ đây nữ mukbanger với thân hình mũm mĩm năm nào đã hoàn toàn lột xác, phần mỡ thừa cũng biến mất, thay vào đó là cơ bắp săn chắc. Đặc biệt vốn có gương mặt đáng yêu tươi tắn nên sau khi giảm cân, Subin đã xuất hiện nhiều đường nét cuốn hút hơn, phải nói chẳng thua kém bất cứ hot girl nào ở xứ sở kim chi. Hành trình giảm cân của cô nàng chắc chắn đã tạo nên một cơn chấn động mới, thậm chí còn là động lực lớn dành cho những cô nàng đang trên con đường tìm ra phương pháp giảm cân lý tưởng cho bản thân. Thực tế, Subin đã xây dựng được cho mình một lịch trình tập luyện phù hợp kết hợp cùng chế độ ăn uống đa dạng, nên cơ thể cô nàng đang ngày càng trở nên săn chắc, cân đối hơn.